Vâng, xin chào anh chị em và các bạn nha. Cái này hôm bữa mình hái mà nó còn sống, bây giờ thì nó chín rồi, bây giờ thì dẫn thêm 7 giờ ra hái quần cái sơ ti màu vàng này nè. Nếu không là nó rụng hết trơn, nó chín nhiều quá, nó rụng dưới đất. Đã chưa? Đây bẻ nguyên nhánh luôn. Thôi bẻ để vậy luôn hả? Bẻ đi nữa cho ra tiếp. Đây. Em bụi không à? Chỗ nào nó có nắng thì nó chín nhanh mà nó ngọt. Đây. Cái sơ ri nó giòn dữ lắm nha. Dễ bẻ lắm. Bẻ một cái là gãy cái phật liền. Nè. Có luôn đó, bây giờ mới hơi. Anh bên phía bên nhánh bên kia kìa, mấy bự kìa anh Hoàng, lại kéo xuống cho thêm 7 hái anh Hoàng. Đâu? Đây nè. Đây nè, thêm 7 để cái độ đây nè. Thêm 7. Đây nè. À, mấy cái nhánh đây nè, nó mới chín nè. Bên kia mình hái nhiều rồi. Chiều rồi hay nó tối. Ồ, kìa anh vậy. Nè. Đây em đừng gõ cho. Nó mà kiếm cái gì vậy đó, kiếm... có tiền vàng đâu mà kiếm. Nó kiếm thỏ đó này. Trời ơi, chưa từng thấy đi kiếm thỏ kiểu này luôn á. Trời ơi, coi nó quá trời nè. Cái mày bỏ vô. Nè, đó. Mê chưa? Năm vừa rồi hắt mùa không có trái, năm nay trái quá trời trái luôn. Nhưng mà người ta nói một năm có, một năm không có. À Huy đúng rồi, con cũng nghe nói vậy á. Nói rằng cái thằng kia sợ cái bự đừng lấy cái nhỏ. Ở bự rồi nè, cái nhỏ nó còn sống. Đó, bự bự. Rồi người ta nói nha, có cái là mà con trai có cái là con gái nữa à. Có nghe nói không? Sơ ri mà có con trai con gái nữa. Sì, có à. Nó có sự khoa. Nói không nghe nữa thì họ nói, thím cũng nghe người ta nói như vậy ha. Thím cũng nói, có phải không đó? Mấy người không có cảm thấy hả, có cái nó một hai trồng hai cây thì biết rồi đó. Trồng hai cây có khi mình mua chú một cây đà đàn ông, một cây là đàn bà. Cái kiwi thì con có nghe. Nó sơ ri à. Sơ ri có luôn hả? Giờ người ta nói cho thím nghe là để ý coi một cây nó nhiều hơn là một cây, ít hơn à. Nói vậy đó, có khi mình mua lộn á, là mua được cái cây đó là nó nọ nữa, ít lắm. Nói vậy đó. Cái trái bị hư. Cũng lần đầu tiên nghe thôi. Nè, ấy ăn quá trời nè. Merci petit. Đó, mày hái chứ, mày cầm này theo làm gì vậy? Ça c'est pour les lapins. Nó đi bắt hổ. Nó thấy cái lỗ rồi nó họt cái cây xuống, nó bắt hổ. Nó là có thỏ. Nó họt cái cây xuống, cái hổ nó bị chảy máu mất tiêu rồi. Chuyện nó là con chuột à, không phải thỏ đâu, là chuột. Nó không tin. Thỏ là một thỏ. Phải có chuột thì mới nhung thỏ. À, trời trái luôn ha. Nhiều lắm ha. Nhiều sai quần luôn á. Ê, ăn cũng không đi ăn, đi chở về xong rồi chở khách về khỏi nồi hả? Nó. Khỏi ăn. Wow, đã chưa? Đã lắm. Hai cái bự luôn. Đây, bây giờ. Nó đâu có bỏ lâu, nó bỏ vô miệng nó thôi. Đây. Hồi nãy nó đứng ở đó hai tối, bây giờ đâu có thấy nó quý bỏ lâu. Quý chùm mày luôn nè. Mê chưa thấy mày? Đây nè. Đó. Nguyên cái nhánh lên đó là hơi là mê luôn á. Nhánh trước nó kìa, trước nó kìa. Từ từ. Tại vì cái này trên cao á, nên mình... Đó. Này. Quay. Quay. Thấy nó vàng luôn á, vàng phỏng phiêu luôn. Vàng phóng phiêu luôn là nó chín rồi. Thấy không? Đi hái ăn cắp của người ta khoái lắm. Ở nhà có không bao giờ đi đụng tới. Thiểu mà. Bởi vì chú Bảy cứ la hoài à. Ở nhà có không thấy em đi hái. Bây giờ đi hái của người ta em thì khoái.
ham vậy á. Mà cũng ngon á. Ăn trộm là ngon thiệt đó. Không bao giờ nói không ngon luôn. Nó giống như là bằng bon luôn hả mày? Thấy giống như bằng bon luôn á. Bữa à, giống như ừ, cái này. Đó, coi đó. Đụm đây nè. Đây, kéo xuống. Ủa, có được la bàn hả? Không có la bàn. Thấy được có 4 trái à. Mày con tưởng đó. Giỏi hỏi nó hả? Có la bàn. Nó rớt cái đầu coi nè, quý 100 luôn kìa. Trời ơi. Ở đây nè. Julie cầm cho chị cái Julie. Kìa nguyên cái chùm của 27 kìa. Trời ơi. Thấy mê chưa? Đi đi. Coi nè. Mê quá trời mê luôn. Thím có coi đi về ao của con hai người đang hái mà. Đã quá ha. Một người thì ở trên, một người thì ở dưới ăn. Đi đi. Ăn hoài không chán. Allez, chinois. Oui. Nous sommes en travail chinois là. Oh, cái cành này trái bự nè. Được chưa? Chinois. Đã quá trời luôn. Quá trời là mình hái không có uống ha. Mấy năm trước tụi con quằn lên trên luôn á mẹ. Tụi con quằn lên không có bỏ sót thế nào luôn á. Thấy cưa vậy trời đó. Nó dòm xuống không chịu cưa. Cái này nè. Ngọt. Này bự nè. Chúng mày thấy đây bự nè. Bự quá trời bự luôn. Luôn. Này nè. Nè, tới hai đứa con có hai đứa con. Chắc đổ luôn. Gãy nhanh. Đẹp quá trời. Kìa trời cái mi. Mê chưa? Để chụp hình. Ấy là múc chín em ăn. Con bé uổng. Mê chưa? Để dành em ăn. Em muốn lúc có ăn hết đâu mà em ăn. Thấy mồi. Coi nè, nó vàng khè luôn á. Wow, nhưng mà này nó còn nhỏ quá à. Còn nhỏ quá. Chín rồi chị hai, chín nè. Chín rồi chị hai. Đã chưa? Nó còn cái cành đó, nó về nó lâu ấy, nó bị còn nóng cớ nó bị ấy mà. Buộc ra. Không? Ở trên cao nó to đùng luôn á. Nhìn nó vàng khe ha. À, quá đã luôn. Ông ấy tắm vừa rưỡi thôi à. Còn sớm. Còn sớm mà. Trời ơi, trên trái bự lắm luôn á. Lửa. Đây. Lấy cái bự đó coi. Còn cái này nè, cái thi nó lâu hư. Còn cái nó lâu hư. Bữa hở mày bỏ mấy ngày trong tủ lạnh không hư luôn nha. Lót lót giấy á, lót giấy ở trong á. Thả phải nói trước ha, đừng có thả bùng một cái là có người bay lên luôn. Có nghe không chứ? Thì con buông ra là con nói nha. Ăn đã luôn á. Nó sợ bị la chạy đi rồi. Có hai cái chút chút không à? Cái gì vậy? Nắm nguyên một chùm chút chút. Ai? Cái ly. Ai hái đi mình ăn. Dít kéo. Tướng dít kéo nè. Kéo nhánh nè. Đấy nè. Đã ghê chưa?
Wow, trời ơi. Chúng ta chơi khá sổ cháu gì ha. Ừ. 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 Ừ